Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Hello, nice to see you today. In this video, let's talk about lesson 5 of unit 8, skills 1. Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em ngày hôm nay. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu bài học số 5 của unit 8, đó là skills 1. Mình cùng nhau thực hành nhiều hơn với kỹ năng đọc và kỹ năng nói nhé. Trước hết, chúng ta cùng nhau bắt đầu với bài tập số 1. Read the list below and tick the most common reasons why you go shopping. Đọc danh sách dưới đây và đánh dấu tích chữ V vào lý do phổ biến nhất mà khiến bạn đi mua sắm. Chúng ta sẽ có danh sách 5 lý do mà sách giáo khoa cung cấp cho chúng mình. Hanging out with friends. Đi chơi với bạn bè. Reducing stress. Giảm căng thẳng. Buying goods. Mua đồ. Exercising. Tập thể dục. Browsing. Xem lướt, đi dạo lướt. Vậy thì hoạt động số 1 này các bạn sẽ tích theo chính cái lý do của cá nhân mình, lý do vì sao mà các bạn đi mua sắm, giúp cho cô nhé. Bài tập này rất đơn giản, các bạn hiểu được phần những cái lý do này rồi, các bạn chỉ cần tích vào cái lý do phù hợp với mình thôi. Và đương nhiên các bạn có thể tích một hoặc nhiều lý do trong số 5 lý do này nhé. Hoạt động số 1 các bạn sẽ tự kết thúc giúp cô. Và trước khi chuyển sang bài tập số 2, cô muốn giới thiệu với các bạn một số từ vựng mà các bạn cần phải quan tâm chú ý trong bài học này. Let's listen and repeat after me. Các bạn nghe và nhắc lại theo cô nhé. Customer, customer, customer. Khách hàng. Try on, try on, try on. Thử quần áo, giày dép. Decoration, decoration, decoration. Đồ trang trí. Wander, wander, wander. Đi lang thang, thả bộ. Đó chính là những từ vựng mà cô muốn giới thiệu cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập 2. Task 2. Read the pauses and choose the correct answer A, B, O, C. Đọc bài văn và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C. Bài đọc ngày hôm nay của chúng ta có tiêu đề là Why we go to shopping centers? Tại sao chúng ta đến các trung tâm thương mại? Các bạn hãy chú ý vào nội dung của đoạn văn. Bây giờ mình cùng nhau đọc nó. Shopping centers attract a lot of customers, especially at the weekend, on holidays, or during sales. People go there to shop. Shopping centers offer a wide range of products to choose from. Customers can touch the products and try on clothes and shoes. This makes them feel more comfortable when they decide to buy something. However, people also go to shopping centers for many other reasons. These centers often offer year-round free entertainment for customers of all ages, such as live music and special performances. During holidays, shoppers can see decorations and draw in the holiday excitement. It's a good way to relax. Some people go there just to hang out with friends. They go browsing and chat while wandering through the shopping malls. Others visit shopping centers to get exercise.
They enjoy walking for 1 or 2 hours in clean and well-lit area. Some people even go there to avoid the heat or cold outside. Shopping centers offer free air conditioning and heating. Bây giờ cô giúp các bạn dịch cái bài văn vừa rồi sang tiếng Việt nhé. Tại sao chúng ta đến các trung tâm thương mại? Trung tâm thương mại thu hút rất nhiều khách hàng, đặc biệt là vào cuối tuần, vào dịp nghỉ lễ hoặc trong các đợt giảm giá. Người ta đến đó để mua hàng. Trung tâm thương mại cung cấp lượng lớn các hàng hóa để lựa chọn. Khách hàng có thể cầm sản phẩm và thử quần áo hay giày dép. Chuyện này khiến họ cảm thấy thoải mái hơn khi quyết định mua một cái gì đó. Tuy nhiên, người ta cũng đến trung tâm thương mại vì nhiều lý do khác. Một số người đến đó để giải trí. Những trung tâm này thường cung cấp những dịch vụ giải trí miễn phí quanh năm cho khách hàng ở mọi độ tuổi, ví dụ như nhạc sống và những màn trình diễn đặc biệt. Trong những ngày lễ, khách mua hàng có thể thấy những vật trang trí và hòa mình vào niềm thích thú của những ngày lễ. Đó là một cách tốt để thư giãn. Một số người đến đó chỉ để đi chơi với bạn bè. Họ chỉ đi lướt qua và nói chuyện với nhau trong khi lang thang khắp trung tâm thương mại. Có những người đến trung tâm thương mại để tập thể dục. Họ thích đi dạo tầm 1 đến 2 tiếng trong những khu vực sạch sẽ và sáng đèn. Có vài người thậm chí còn đến đây để tránh sự nóng và lạnh ở bên ngoài. Trung tâm thương mại cung cấp cái điều hòa sưởi ấm và làm mát miễn phí. Đó là nội dung bài đọc của chúng ta. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với các câu hỏi có liên quan tới bài đọc. 1. People go to a shopping center. Mọi người đến trung tâm mua sắm. A. Only for shopping. Chỉ để mua sắm. B. Mainly to hang out. Chủ yếu để đi chơi. C. For many reasons. Vì nhiều lý do. Đáp án đúng của câu hỏi số 1 sẽ là C. Và thông tin của nó nằm ở câu sau đây. However, people also go to shopping centers for many other reasons. Tuy nhiên, người ta cũng đến trung tâm thương mại vì nhiều lý do khác. Như vậy, chốt lại là người ta đến trung tâm thương mại vì nhiều lý do. Mỗi người một lý do khác nhau. Question 2. At shopping centers, customers can... Tại các trung tâm mua sắm, khách hàng có thể... A. Touch the product. Chạm vào sản phẩm. B. Bargain to get lower prices. Mặc cả để có được giá thấp hơn. C. Pay to watch live performances. Trả tiền để xem biểu diễn trực tiếp. Câu số 2 đáp án của chúng ta là A. Và thông tin nằm ở câu Customers can touch the products and try on clothes and shoes. Khách hàng có thể chạm vào sản phẩm và thử quần áo, giày dép. So number 2 is A. Question 3. A kind of entertainment at the shopping center is? Một loại hình giải trí tại trung tâm mua sắm là A. Fashion contest, cuộc thi thời trang. B. Live music, nhạc sống. C. Painting exhibition, triển lãm tranh. Câu số 3 chúng ta lựa chọn đáp án B. Và thông tin nằm ở câu sau đây. These centers often offer year-round free entertainment for customers of all ages, such as live music and special performances. Các trung tâm này thì cung cấp cái giải trí miễn phí quanh năm cho khách hàng ở mọi độ tuổi, ví dụ như nhạc sống và các buổi trình diễn đặc biệt. Thì trong đây chúng ta có live music, chính là đáp án B, nên mình sẽ chọn đáp án B.
4. Some people exercise at a shopping center because they like it. Một số người tập thể dục tại trung tâm mua sắm bởi vì họ thích cái gì của nó. A. Crowds. Đám đông. B. Well-lit areas. Khu vực có nhiều ánh sáng. C. Shops. Các cửa hàng. Câu số 4, đáp án chúng ta cần lựa chọn là B, dựa vào thông tin sau. They enjoy walking for 1 or 2 hours in clean and well-lit areas. Họ thích đi bộ 1 đến 2 tiếng đồng hồ ở những khu vực sạch sẽ và có nhiều ánh sáng. 5. The word year-round in paragraph 2 is similar in meaning to. Cái từ year-round ở đoạn 2 thì gần nghĩa nhất với cái nào? Always, sometimes, or rarely? Đáp án của chúng ta là always. Mở quanh năm có nghĩa là ngày nào cũng mở, giờ nào cũng mở, đúng không nào? Vậy là ngày hôm nay thông qua bài tập số 2 thì chúng ta biết thêm một cái từ vựng nữa, đó là year-round, quanh năm. Now, let's move to task 3. Chúng ta chuyển sang bài số 3. Fill in each blank with one word from the passages. Điền vào mỗi chỗ trống một từ trong đoạn văn. Đương nhiên là cái thông tin trong bài số 3 sẽ nói về trung tâm mua sắm, shopping centers. Now, let's look at line number 1. Attract a lot of customers during... Trung tâm mua sắm thì thu hút nhiều khách hàng trong cái dịp nào nhỉ? During sales. Trong dịp giảm giá. 2. Allows customers to dot 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 on clothes and shoes. Chúng ta có cái giới từ on ở đằng sau ô trống. Vậy, cái từ đằng trước chúng ta phải điền trong ô trống sẽ là try. Try on là thử quần áo, giày dép. Trung tâm mua sắm cho phép khách hàng thử quần áo và giày dép. 3. Offer free dot 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 for customers of all ages. Cung cấp cái gì miễn phí cho khách hàng ở mọi độ tuổi? Chúng ta vừa mới làm trong câu số 4 xong. À, entertainment. Cung cấp loại hình giải trí miễn phí cho khách hàng mọi độ tuổi. 4. Are full of dot 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 during holidays. Tràn đầy cái gì trong những ngày lễ? À, các trung tâm thương mại thì tràn đầy những vật trang trí trong ngày lễ. Decorations. 5. Offer dot 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 air conditioning and heating. Trung tâm thương mại cung cấp điều hòa và máy sưởi miễn phí. Number 5 is free. Nếu như bạn nào đã hoàn thành bài tập này từ trước rồi thì các em hãy đối chiếu kết quả này với kết quả của các em nhé. Bài tập số 3 cũng đã kết thúc phần kỹ năng reading trong ngày hôm nay. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với speaking. Task 4. Work in pairs. Ask and answer about a new shopping center. Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời về một trung tâm mua sắm mới. Chúng ta sẽ có hai bạn học sinh làm việc cùng nhau. Student A reads the suggestions for questions on card A. Học sinh A đọc gợi ý câu hỏi trên thẻ A. Student B reads the information about the new shopping center on card B, page 91. Học sinh B đọc thông tin về trung tâm thương mại mới ở thẻ B, trang 91. Thì ở đây chúng ta có cái phần các cái từ gợi ý cho câu hỏi. Như vậy là mình sẽ phải viết 5 câu hỏi dựa vào những từ gợi ý này. Vậy cô cũng sẽ gợi ý cho các bạn 5 câu hỏi. 1.
chúng ta có where at. Như vậy câu hỏi này hỏi về thông tin nó nằm ở đâu. Where is the new shopping center? Cái trung tâm thương mại mới, trung tâm mua sắm mới nó nằm ở đâu? 2. How many shops? Như vậy câu số 2 muốn hỏi về số lượng xem có bao nhiêu cửa hàng ở đó. How many shops are there or does it have? Nó có bao nhiêu cửa hàng? 3. What kind of entertainment? Câu này muốn hỏi về cái loại hình giải trí mà nó có. What kind of entertainment does it offer, have, or can we find there? 4. What opening hours? Opening hours là giờ mở cửa. Vậy câu số 4 hỏi xem trung tâm mua sắm này nó mở cửa lúc nào? What are its opening hours? 5. What date and open? Như vậy câu này hỏi ngày nào thì nó mở cửa, ngày nào thì nó khai trương? What date does the shopping center open? Đương nhiên 5 câu hỏi ở đây cô chỉ đưa ra gợi ý cho các bạn thôi, còn các bạn hoàn toàn có thể hỏi 5 thông tin này bằng những câu hỏi khác, những cấu trúc khác, miễn là nó đúng các bạn nhé. Các bạn sử dụng để tham khảo hoặc tự mình viết 5 câu hỏi của mình để thực hành theo cặp với một bạn khác. Tiếp theo chúng ta đến với bài tập số 5. Work in pairs. Ask and answer about a shopping center, a supermarket, or an open-air market in your area. Take notes of your partner's answers and report them to the class. Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời về trung tâm mua sắm, siêu thị hoặc chợ ngoài trời trong khu vực của bạn. Ghi chú câu trả lời của bạn và báo cáo chúng trước lớp. Chúng ta sẽ có một số phần nội dung mình có thể sử dụng để nói về cái địa điểm mua sắm đó. Thứ nhất, where it is, nó ở đâu? How you get there, bạn đến đó bằng phương tiện nào? What its opening hours are, giờ mở cửa của nó là lúc nào? What you do there, bạn làm gì ở đó? What you like or don't like about it, bạn thích hay là không thích điều gì về nó? Và bài tập số 5 cô cũng đưa cho các bạn một gợi ý nhỏ. Các bạn hãy nhìn vào bức hình và đoán cho cô biết ngày hôm nay cô sẽ gợi ý cho các bạn về cái gì đấy? Oh, it's Big C. It's a supermarket. Big C supermarket. Located in Hanoi, about 10 kilometers from city center. We can get there by any vehicles, bike, motorbike, car, bus. Opening hours, every day from 8 o'clock to 22 o'clock. We go to Big C supermarket to buy goods with lower prices. I like Big C supermarket because it has a wide range of products to choose from. And I don't like Big C supermarket because it always crowded. Cái nơi, cái địa điểm mua sắm mà cô muốn nhắc đến trong bài tập này đó là siêu thị Big C. Nó nằm ở Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km. Chúng ta có thể đến đó bằng bất kỳ phương tiện nào như là xe đạp, xe máy, ô tô, xe buýt, v.v. Giờ mở cửa hàng ngày là từ 8 giờ đến 10 giờ tối. 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Chúng ta đến siêu thị Big C để mua hàng với mức giá thấp hơn. Và tôi thích siêu thị Big C vì nó có nhiều loại sản phẩm để lựa chọn. Nhưng tôi không thích Big C
bởi vì lúc nào nó cũng rất là đông. Giá rẻ nên là rất là đông cũng là một cái điều đúng thôi. Và đó là phần thông tin mà cô gợi ý cho các bạn trong bài tập số 5 này. Các bạn có thể dựa vào phần gợi ý này để viết về một cái trung tâm mua sắm hay là một cái chợ trời nào đó ở khu vực mà các bạn sống nhé. Đó là toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.